À, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc CB. Kính chúc mọi người có ngày mới thật là vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nha. Thì giống như là Phúc thấy cả nhà thường hay là thích xem Phúc chia sẻ hơn là thích xem Phúc quay về cuộc sống luôn cả nhà. Đó do đó thì thì Phúc đi chia sẻ những cái chủ đề mà liên quan tới Nhật Bản á, thì có rất là nhiều người bạn vào để xem và tương tác. Còn đôi lúc mình chia sẻ về cuộc sống của mình á, thì nói chung là thấy là mọi người không có được không có ủng hộ nhiều cho lắm. Đó, do đó thì hôm nay là Phúc sẽ tiếp tục một cái video chia sẻ nữa. Thì giống như là nếu mà mọi người thích Phúc chia sẻ thì Phúc sẽ chia sẻ. Phúc sẽ chắt lọc lại những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà Phúc đã trải qua trong quá trình là 3 năm đi Nhật. Đó, và những cái sự hiểu biết của mình thì Phúc sẽ chia sẻ lại cho mọi người để cho những người bạn đi sau đâu mình rút kinh nghiệm cũng như mình biết được nó như thế nào. Đâu những cái nào mà gọi là tốt đẹp á, thì mình tiếp tục mình phát huy. Những cái nào mà nó không có tốt á, thì mình sẽ tránh né để cho mình có được một cái cuộc thay đổi bản thân thật là tốt đẹp ha. Nó giống như gọi là đi nước ngoài là cuộc thay đổi bản thân vậy đó. Đối với bản thân Phúc là Phúc cảm nhận như vậy. Ok, do đó thì ngày hôm nay tiếp tục là Phúc sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề liên quan về tiếng Nhật. Thì cái này nếu mà ai mà đã xem cái video Phúc chia sẻ cách đây khoảng 1 năm về trước, chắc khoảng tầm 1 năm về trước, nhiều quá Phúc cũng không nhớ là khoảng thời gian nào cả nhà. Đó thì lúc trước Phúc có chia sẻ một cái video là tại sao mà dở tiếng Nhật, gọi là tại sao dốt tiếng Nhật nhưng người Nhật vẫn thương, đúng không? Đó thì ngày hôm nay thì Phúc lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà cái video liên quan về tiếng Nhật. Tại vì có rất là nhiều người bạn hỏi Phúc, đa số hỏi Phúc là anh ơi, tiếng của em không có được tốt á, thì mình qua Nhật mình làm việc có khó khăn gì không? Rồi tiếng em không tốt á, thì nó có ảnh hưởng gì về nói chung là cuộc sống hay không, rồi về công việc hay không? Rồi tiếng em không tốt á, em có bị đuổi về nước hay không? Ok, do đó thì bây giờ là Phúc sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Hôm nay là chủ đề mình về tiếng Nhật. Đó, và trước khi chia sẻ thì Phúc nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều người bạn vẫn chưa biết. Giống như những người bạn mới á, mà chúng ta chưa có xem những video cũ của Phúc á, thì chưa biết Phúc đang ở vị trí nào của tiếng Nhật. Đó, và 3 năm đi Nhật về thì mình là nâng lên vị trí nào? Thì chia sẻ thật sự cho cả nhà luôn á. Thì hiện tại là bây giờ là trước khi mà đi Nhật á, là Phúc học tiếng Nhật chỉ có khoảng 3 tháng mấy thôi cả nhà. Chỉ đến khoảng bài 22 thôi, chưa học hết 25 bài nha. Đó, và mình bay sang Nhật tại vì công ty mình đang cần người gấp và bay sang Nhật thì mình chưa có N5. Đó thì khi mà về nước đến hiện tại bây giờ luôn cả nhà thì Phúc vẫn chưa có N4. Đó, tại vì Phúc thi N4 là thiếu thiếu mấy điểm nữa cả nhà, là thiếu cái phần bên ngữ pháp. Tại vì ngữ pháp mình tự học nó rất là khó nha cả nhà, và Phúc cũng không có khiếu học ngoại ngữ nên là Phúc chưa thi đỗ N4 luôn, và hiện tại là Phúc không có N gì hết. Tại vì cái mục tiêu của Phúc á cả nhà là khi về Việt Nam mình không có sử dụng tiếng Nhật nên là mình không có cài bừa tiếng Nhật. Đó, nên là hiện tại là bây giờ mình gọi là vẫn chưa giỏi tiếng Nhật. Còn như bạn nào chúng ta có mục tiêu á, là mình về nước, mình vào những công ty xuất khẩu rộng để mình làm việc, hoặc là mình làm thông dịch viên tiếng Nhật đó, hoặc là nói chung là mình làm bên du lịch về Nhật Bản chẳng hạn. Đó thì mình nên nói chung là đầu tư thời gian, tập trung mình cày cuốc ở bên Nhật để mình thi lấy bằng N3, N4, thậm chí N2 ở Nhật, để mình về mình có điều kiện thuận lợi để mình làm theo những công việc mình mong muốn. Còn đối với bản thân Phúc thì Phúc đã có cái mục tiêu riêng cho mình, nên là Phúc thấy mình cũng không có cần dùng tiếng Nhật, nên là mình không có gọi là cày bừa. Với lại là nói thật ra là bản thân mình không có khiếu học tiếng nước ngoài luôn. Đó, nên là mình không có giỏi được. Đó, đó là đối với bản thân của mình. Đó, còn cái việc mà bây giờ là mình đi Nhật á, thì mình dở tiếng thì có ảnh hưởng nhiều gì đến công việc và cuộc sống hay không? Thì bây giờ là Phúc sẽ phân tích cho mọi người một cái khía cạnh này ha. Đâu mà một khía cạnh này gọi là nói chung là trước khi mà chia sẻ thì Phúc cũng nói luôn cho cả nhà là Phúc không phải là chuyên gia, cũng không phải là diễn giả, cũng không phải là một người gọi là thật am hiểu về nước Nhật, nên những gì Phúc chia sẻ chưa có thể có thể là chưa chính xác. Đó, những gì Phúc chia sẻ có thể là không chính xác đó 100%. Do đó cả nhà cân nhắc trước khi xem nha. Ok, do đó thì Phúc chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho những người bạn mà đang thắc mắc, đang quan tâm, đang hỏi Phúc, hoặc là những người mà chúng ta nói chung là chưa có biết về gì về nước Nhật, mình tham khảo thêm. Ok, đó thì mình hiện tại bây giờ mình xác định mình đi Nhật là mình làm gì. Ví dụ như bây giờ bạn xác định, bây giờ Phúc sẽ chia sẻ riêng cho những người bạn đi xuất khẩu lao động nha. Ví dụ như mình xác định mình đi Nhật là để mình xuất khẩu lao động. Xuất khẩu động là mình sẽ làm việc, mà làm việc là mình sẽ làm công việc tay chân đó, chứ mình đâu phải gọi là đi du học. Mình đi du học thì qua thì bên đó thì mình sẽ làm việc bằng tiếng Nhật, hoặc là mình đi kỹ sư thì qua bên đó mình sẽ làm việc bằng tiếng Nhật.
Đó, do đó nếu một người xuất khẩu lao động không biết tiếng gì hết, mình có qua làm được hay không? Xin thưa với cả nhà là được nha. Tại vì nói chung là Phúc đã gặp rất là nhiều người bạn rồi, đó là nói chung là họ còn dở khiếu học tiếng Nhật hơn Phúc nữa. Đó là nói chung là họ không có nói được những cái câu đơn giản luôn, nhưng mà họ vẫn làm việc được. Tại vì ở nước Nhật á, đó mình qua bên đó là mình làm việc bằng tay chân đó, và người Nhật người ta có cái tính là hay cầm tay chỉ việc đó, bạn không cần biết tiếng gì hết, người ta làm trước rồi người ta chỉ cho bạn nhìn đi, rồi xong rồi bạn làm lại. Người ta chỉ một lần bạn làm không được, người ta chỉ hai lần, người ta chỉ hai lần bạn không được, người ta chỉ ba lần là không được, bốn lần đó, chỉ chừng nào bạn làm được thì thôi. Đó là cái tính cách gọi là đào tạo giáo dục của người Nhật dành cho người nước ngoài đâu, và bản thân của Phúc cũng đã học được từ những cái điều đó. Mình không có tiếng mình vẫn làm việc được, nhưng nói đến đây không phải là Phúc khuyên mọi người là đừng nên học tiếng nha. Ok, đó tại vì ngày hôm nay là có rất là nhiều người bạn là không có khiếu học tiếng Nhật nè, mình học hoài mà không có vô đó, mình cố gắng hết sức rồi cày bừa mù học hoài không có vô, nên đông mình cảm thấy hoang mang, cảm thấy lo lắng, không biết là mình đi qua bển mình có làm được hay không. Thì Phúc chia sẻ đến tận cùng cho cả nhà luôn đó, là người không biết gì luôn nhưng qua bển vẫn làm được, nhưng mà mình làm được thôi chứ chưa gọi là làm tốt nha cả nhà. Mình chỉ làm được thôi, nhưng mà làm được là một chuyện, còn làm tốt là một chuyện đó. Còn mình vẫn sống được, tại vì bên bển có rất là nhiều người Việt giống như mình đó, và công ty họ cũng có người Việt để hỗ trợ mình, nhưng mà mình chưa chắc là sống tốt được nha cả nhà. Phúc chỉ nói như vậy thôi, mình làm việc được nhưng chưa chắc mình làm tốt, mình sống được nhưng chưa chắc mình sẽ sống tốt đó, tại vì nó còn ảnh hưởng rất là nhiều thứ, mà nếu mình không có tiếng thì mình sẽ gặp khó khăn trở ngại rất là nhiều. Dù như là mình vào công xưởng đó, cái thằng quản lý ở trên gọi là thằng hành trò đó, thì thằng hành trò nó điều hành mình đó, là nó chỉ cho mình cái này đó, mà nói chung là nó nói bằng tiếng Nhật mà mình không hiểu đó. Mình có nhiều cái là mình không có hiểu, những cái đơn giản mình không hiểu luôn đó, thì nó nói một hồi thì đâm ra nó nổi máu, nó điên lên thì nó chửi mình đó, nó chửi mình thì mình cũng phải chấp nhận chứ làm sao, tại vì mình không có hiểu những câu đơn giản nhất mà mình không hiểu thì nó chửi mình là đúng rồi, đúng không cả nhà. Đó, do đó thì mình sẽ hay bị gặp áp lực tâm lý đó, mình bị gặp áp lực tâm lý về công việc đó, là bị chửi nhiều quá đúng không? Đó, đó là cái điều rất là, nói chung là hay gặp. Rồi tiếp theo nữa là mình gặp khó khăn ở trong cuộc sống sinh hoạt của mình. Đó là cuộc sống sinh hoạt của mình là mình sẽ, nói chung là mình đi ra siêu thị, mình mua đồ ăn. Ví dụ như bây giờ mình muốn mua một cái chai nước rửa chén mà mình không biết nó nằm ở đâu, một cái siêu thị cực kỳ lớn, không lẽ giờ đi kiếm nửa ngày cả nhà. Bây giờ đi kiếm nửa ngày hả? Đó, mà Phúc thật sự thì Phúc kể chia sẻ cho cả nhà một cái kỷ niệm vui luôn. Đó, cái kỷ niệm vui này là Phúc đã từng đi vô siêu thị ở Nhật và đã từng hỏi người ta luôn. Và đối với cương vị là người rất là dở tiếng Nhật đó, Phúc đi vô siêu thị, Phúc đi kiếm hoài luôn mà không có thấy cái chai nước rửa chén này đó. Phúc mới bắt đầu là Phúc mới hỏi một cái cô gái người Nhật, cái bắt đầu là Phúc mới hỏi Sumimasen đó, đó là xin lỗi là tôi có thể hỏi một tí được hay không đó. Mình nói lại tiếng Việt thôi nha, nói tiếng Nhật mất công các bạn cười nè, những người bạn giỏi tiếng Nhật cười Phúc nữa. Cái người ta nói được, cái bây giờ mình bắt đầu mình mới hỏi là bây giờ là mình không có biết, mình không có rành về nước rửa chén đâu, biết nó tên gì đâu. Cái bắt đầu là mình nói là Mizu Sawa rồi Aremas nói chung là mình nói như vậy đó, là mình nói cứ là lấy từ vựng mình nói rồi mình diễn tả như vậy á, là cô ta hiểu luôn cả nhà, hay luôn. Nói chung mình nói vậy thôi, đơn giản vài từ vậy thôi mà cô ta hiểu, cô ta dẫn mình tới cái nơi bán bùi nhùi rửa chén mà mình đang hỏi là mì dư là nước rửa chén chứ mình đâu có hỏi là bán bùi nhùi rửa chén, nhưng mà cô ta không hiểu, cô ta thấy mình là diễn tả rồi nè đó, không tích cực quá rồi dẫn mình đến quầy bán bùi nhùi rửa chén đó. Nhưng mình nói lại là nước rửa chén đó, mình nói mì dư thì cô ta tiếp tục dẫn mình đến cái quầy là bán nước rửa chén đó. Nói chung là khi mà mình không giỏi tiếng Nhật á, thì mình sẽ gặp khó khăn ở trong cuộc sống là như vậy. Rồi tiếp theo mình đi ra đường, ví dụ như ngày đó mình đi chung với nhóm bạn của mình mà mình lo mình nhìn cô gái nào đẹp đó, rồi mình lo mình nhìn một cô gái Nhật dễ thương nào đó, cái tự nhiên mình bị lạc mất cái đám bạn của mình đi. Mà bây giờ á, là đi đến cái trạm xe buýt đó để về nhà của mình, mà bây giờ á, là mình không có tiếng Nhật thì làm sao mình hỏi người ta cái đường đi đến trạm xe buýt đó, tại vì mình mới đến cái thị trấn đó, mình mới đến cái khu đó lần đầu, thì làm sao mà bạn nhớ đường 100% được, đúng không? Nếu mà bạn nào mà có khả năng nhớ đường hay á, thì không sao. Còn người bạn nào không có khả năng nhớ đường thì mình làm sao mình nhớ đường để mình quay về cái trạm xe buýt đó để mình về nhà. Mà nếu mình không có tiếng Nhật thì làm sao mình hỏi.
Đâu, mình biết cái tiếng Nhật thì mình biết cái chỗ, ví dụ chỗ mình ở là Higashihamacho, thì mình mới hỏi anh ta là ngay cái thị trấn đó là Sasebo, thì mình mới hỏi anh ta là Higashihamacho đâu, Higashihamacho ma đề đô rất đấy, mình hỏi gì đó, nói chung là cách nào để mình đi về cái nơi của mình đó, thì người ta mới chỉ cho mình, người ta hỏi mình bây giờ mình nói là ba sừ đế, thì mình người ta mới chỉ mình là cái trạm xe buýt, hoặc là mình nói là Takushi đế đó, thì người ta mới chỉ mình là cái trạm taxi. Còn bây giờ mà những cái tiếng đơn giản, những cái gọi là cái từ vựng đơn giản, ví dụ như là taxi hay là xe buýt hay là cái địa danh nơi mình ở mà mình không nói được nữa, thì làm sao mà người ta chỉ đường được cho mình, đúng không cả nhà? Đó, do đó là mình sẽ gặp khó khăn ở trong cuộc sống là như vậy. Mình đi siêu thị nè, mình đi ra đường mình hỏi đường nè, mà chưa nói là mình nói chung là mình giao tiếp để mình làm quen với người Nhật nữa nha cả nhà. Đó, tại mình vô trong môi trường, vô ví dụ mình vô cái công xưởng có rất là nhiều người Nhật làm chung với mình, không lẽ bây giờ mình vô mình làm, mình cắm đầu mình làm xong mình ra kêu kê người ta ngồi ở góc, mình ngồi ở góc đâu, người ta ngồi đó người ta nói chuyện hai ba người, mình ngồi đang mình rồi xong rồi tới giờ mình bay vô mình làm, rồi xong tới giờ mình đi về. Ở như vậy cuộc sống nó quá gọi là quá thô, đúng không cả nhà? Mà mục tiêu mình đi Nhật để mình làm quen với người Nhật, để mình tạo mối quan hệ, để mình là có thể giao kết gắn bó sau khi mình về nước đó, mình có thể là hợp tác được cái gì hay không. Nhưng mà tự nhiên cái mình qua bển á, mình bị gọi là bị khô khan như vậy đó, thì mình khô khan như vậy á đó, thì mình thấy cái cuộc sống nó lâm vào gọi là cái gọi là cái một cái bế tắc nhẹ, đúng không cả nhà? Đó, mình gọi là mình sống mà không cảm xúc, mình sống mình không có tiếp xúc được với ai á, mình không có hỏi thăm, mình không có tạo mối quan hệ được với ai á, thì cuộc sống mình trở nên nó nhạt nhẽo, nó vô vị đi đó. Do đó đó là một cái trong những cái khó khăn và thử thách khi mình không có tiếng Nhật đó. Rồi cái nữa là ví dụ như là mình đi qua Nhật 1 năm rồi á, khi sắp hoàn thành 1 năm, trước 3 tháng mình sẽ tham gia một cái kỳ thi gọi là kỳ thi chuyển giai đoạn. Nếu mà bạn thi đỗ thì bạn sẽ ở lại làm tiếp, còn bạn thi rớt á, thì bạn sẽ về nước đó, cuốn gói về nước đó. Nhưng mà người ta sẽ cho mình cơ hội thi lại 1 lần. Nói đến đây sẽ có rất là nhiều người bạn hoang mang đó. Mình thi á, chuyển giai đoạn năm đầu tiên là mình có cả lý thuyết và có cả thực hành đó, mình làm cái ngành gì mình thực hành ngành đó. Còn cái lý thuyết của mình á, là sẽ có 20 câu tiếng Nhật, và 20 câu tiếng Nhật này nó sẽ liên quan về cái chuyên ngành của mình. Nhưng mà cái chuyên ngành này á, nó sẽ có những cái từ vựng đâu và rất là đơn giản đâu, để mình dễ hiểu mà mình đọc được, dù mình cảm nhận được. Ví dụ như cái ngành hàng của Phúc thì người ta hỏi ví dụ như là cái bình khí mà CO2 mình hay hàng nó có cái màu gì đó, người nó sơn ở bên ngoài là màu gì đó, thì tại bên Nhật nó có những cái ký hiệu như vậy mà mình không có biết phân biệt cái màu sắc. Ví dụ màu xanh là Midori đâu, hoặc màu xanh nước biển là Aoi đâu, mà bây giờ mình không có biết được cái những cái tiếng Nhật phân biệt màu như vậy đâu, thì mình đánh gọi là đánh xà hàng á, xà hàng, tại vì đó là những đa số là những câu hỏi trắc nghiệm đâu, mà mình xà hàng mà trúng mùa á thì may mắn là được mùa là ok ở lại, còn mình xả hàng mà gọi là xả hàng là thất bại rồi đi về nước nha cả nhà. Đó, nói đến đây sẽ có rất nhiều bạn hoang mang, em đi về nước 1 năm như vậy rồi á, đó là em sẽ nói chung là có được hoàn tiền lại hay không, tại vì em đi em đóng 100 triệu cho 3 năm, bây giờ em về mới có 1 năm em về nước rồi sao, mất hết nha cả nhà. Đó, do đó đây cũng là một cái động lực để cho các bạn phải cố gắng học tiếng Nhật đó. Do đó thì đi qua Nhật đâu, mình làm việc đâu, mình không có tiếng Nhật vẫn làm được, nhưng mà chưa chắc là mình sẽ làm tốt. Mình đi qua Nhật mình không có tiếng Nhật mình vẫn sống được, nhưng mà chưa chắc mình sẽ sống tốt. Với lại bên cạnh đó còn nhiều mục tiêu khác, ví dụ như nhiều mục tiêu làm quen gái Nhật nè, rồi mục tiêu là lấy vợ Nhật nè, có rất nhiều mục tiêu như vậy. Mà nếu mà bây giờ mình không có tiếng Nhật thì làm sao mình làm? Cái yếu tố cốt lõi á, là bây giờ ví dụ như cái gọi là người Nhật, người ta nhìn chủ yếu vào cái thái độ của mình. Dù là mình là một người dở tiếng Nhật nhưng mà thái độ của mình là thái độ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn học hỏi, luôn luôn có ý chí trong công việc, phấn đấu để làm tốt, thì người ta nhìn người ta biết như vậy thì người ta thấy mình dở tiếng. Mình nói là đôi lúc nó không có được lịch sự, tại vì cái thể lịch sự là cái thể đó nằm ở trong những cái ngữ pháp N4 cả nhà, thì đôi lúc là Phúc không có được đó, thì người ta biết mình như vậy á, dở tiếng Nhật nhưng mà ta vẫn thương vì ta nhìn được thái độ của mình nè. Còn ví dụ như những người nào mà tự xưng mình là giỏi tiếng Nhật nhưng mà người ta nhìn trong cái con người bạn, người ta thấy bạn có sự gian xảo, có sự giả dối, có sự lười biếng đâu, có sự không cầu tiến đâu, thì người ta nhìn người ta biết ngay, cho dù bạn dở đi nữa, giờ bạn giỏi tiếng Nhật đi nữa nhưng mà người ta cũng không có gọi là đối xử tốt với bạn đâu, mà người ta cũng không có thương yêu quý mến bạn. Đó là cái điều hiển nhiên, tại vì con người á, mình nói chuyện với nhau mình nhìn đa số là mình nhìn vào tâm thái của mỗi người nữa đâu, mình nhìn mình biết cái người đó người tốt hay người xấu liền, đúng không cả nhà? Đó, do đó thì cái tiếng nó không có quan trọng bằng cái gọi là cái bản thân của mình, hoặc là cái tâm con người của mình nó như thế nào.
đó. Và ví dụ như bây giờ mình là người Việt Nam mà tự nhiên có một người nước ngoài, người Mỹ chẳng hạn, họ đến với Việt Nam của mình mà họ không biết tiếng Việt mà họ chỉ biết vài từ nôm na thôi. Ví dụ như là đến 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 giờ ăn cơm, cái mình nói họ ăn cơm, mình thường nó lịch sự là gì, mời bạn ăn cơm, mà giờ họ nói ăn cơm thôi, thì mình có ghét bạn ấy không? Đâu, mình là một người ở bản xứ mà tự nhiên mình đi ghét một cái người nước ngoài không có biết tiếng nhiều, thì đó là một điều rất là vô lý đúng không cả nhà? Đó, do đó thì nói chung là mình cũng đừng có lo ngại. Đâu, bạn các bạn á, dở tiếng Nhật, bạn cứ phân đại tiếng Nhật mình ra đi. Nói chung gọi là giống như Phúc vậy đó, là gọi là điếc không sợ súng. Mình biết nhiều mình nói nhiều, nhưng mà trước khi nói mình hãy thồng một câu là gì? Tôi á, học rất ít tiếng Nhật. Đâu, và tôi rất là dở tiếng Nhật. Nên là nói chung là mong bạn thông cảm. Đâu, trước khi mình nói với anh ta là mình nói câu đó thồng nói trước đi, là không ai ghét, không ai giận, không ai hờn dạng hết đó. Chứ đừng có nghe là giống như là có rất là nhiều người bạn nói là gì, là lên mạng á, mình chia sẻ những cái video về tiếng Nhật á, thì có nhiều anti fan vô lại nói thế này thế kia, nhưng mình không quan tâm cả nhà đó. Do mình nói chung mình nói sao mà người Nhật họ yêu thương, họ quý mến mình là được, chứ mình đâu cần phải nói cho những người anti fan đó nghe. Những người anti fan đó cho dù họ giỏi tiếng cỡ nào đi nữa, nhưng mà chưa chắc gì họ có mối quan hệ tốt như mình, chưa chắc gì họ về nước họ giữ được mối quan hệ như mình đó. Do đó thì Phúc chỉ chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi, là các bạn tự hiểu. Do đó thì hiện tại bây giờ mình chưa giỏi tiếng Nhật thì mình cố gắng mình học được đến đâu hay đến đó, nhưng mà phải cố gắng, phải quyết tâm hết mình để học, chứ đừng có nói là bây giờ mình buông xuôi theo số phận. Mình buông xuôi theo số phận là khi mình qua bên nước bạn rồi á, thì cái người mà gặp khó khăn đó chính là mình chứ không là ai khác đó. Mình gọi là cái gì đó, mình gặp một cái trục trặc ở trong công việc, mình không thể cầu cứu người khác được đâu, hoặc là mình không có thể minh oan cho mình được, không có thể biện bạch cho mình được đó. Đó, khi mà mình gặp phải những trường hợp như vậy thì bắt đầu mình cảm thấy hối hận, thì lúc đó nó đã muộn quá rồi. Do bây giờ là cái thời gian mà còn là phân vân, còn có khả năng học tập đó, thì mình cố gắng mình học hết mình tiếng Nhật á. Nếu bạn chịu nhập tâm, bạn đam mê thì Phúc nghĩ nó không có khó đâu đó. Quan trọng là nói chung mình chịu đầu tư một tí đó, là chắc chắn là mình sẽ làm được đó. Do đó thì ngày hôm nay Phúc chia sẻ cái video này thì cũng muốn nhắn nhủ với các bạn như vậy đâu, để cho các bạn hiểu được. Còn bạn nào muốn có trong thời gian này á đó, thì trong thời gian này á, thì Phúc cũng đang khá là rảnh đó, tại vì mình chưa có đi học, tại vì mình đang còn ở nhà này. Nếu mà bạn nào có thắc mắc gì cứ việc EB qua Zalo của mình, đâu Zalo có để phần chú thích thì Phúc sẽ tư vấn cho bạn cụ thể rõ ràng hơn. Ok, cho bây giờ ngày hôm nay video cũng hơi khá là dài ha, tạm dừng ở đây thôi. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều đã xem video của Phúc đến giờ phút này. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.